xin chào cả nhà, lại gặp lại cả nhà trong video clip hôm nay. Thì ngày hôm nay thì em Trân sẽ gửi đến anh chị và các bạn một cái dòng xe vừa mới ra mắt năm 2022 và rất là được mọi người ưa chuộng luôn ha. Bắt đầu là được thị trường Việt Nam tiếp nhận rồi. Đó là dòng xe Vario 160 ha. Vario 160 thì ra mắt vào năm 2022 này, thay thế cho dòng Vario 150. Và hiện tại thì Vario 150 đã ngưng bẫu ha. Hiện tại là chỉ còn hàng tồn thôi, cho nên giá của nó giọt lên rất là cao. Thì có nhiều anh chị em thì hay thắc mắc là tại sao cái thời điểm này Vario lại mắc như vậy và giá nó lại cao như vậy. Có nhiều người còn nói hơi khó chịu một xíu, đó là giá cắt cổ trong thời điểm hiện tại thì là do nó đã ngừng sản xuất rồi ha. Hiện tại về bên phía nhà máy Indo thì không sản xuất nữa, và thay vào đó đó là dòng xe Vario 160 sở hữu một khối động cơ mạnh mẽ, đó là 160 phân khối, với một cái thiết kế rất là hầm hố ha. Mọi người có thể thấy nhìn nó rất là to, nó to hơn con Vario 150 rất là nhiều. Nhìn ở cái phần đầu nè, nhìn nó giống như một cái đầu, giống như là đầu robot luôn á, mọi người có thể thấy ha. Và cái màn hình vẫn là màn hình LCD ha, hiển thị nhiều thông số kỹ thuật. Khóa vẫn là khóa thông minh ha, khóa smart key. Và ở phía bên tay phải này thì mình được tích hợp một cái hộp đựng đồ thì nó khá là rộng ha. Bên đây thì không có nắp, còn bên đây cũng thêm một cái hộp nữa, nhưng mà cái hộp bên đây thì nó sẽ có nắp ha. Trời mưa mà những cái dụng cụ mà mọi người muốn giữ cho nó không bị ướt thì mình có thể bỏ vào một cái hộp đựng đồ đây. Dung tích em thấy nó cũng khá là rộng ha. Mọi người có thể nhìn sâu vào bên trong nè, rất là rộng luôn ha. Rồi tiếp theo đó là phần cốp. Cốp thì dung tích của nó sẽ rộng hơn con Vario 150 một chút xíu ha. Đó, em thấy nó khá là rộng rãi ha. Đó, nó có rất là nhiều. Mọi người có thể nhìn cái phần cốp của nó nè ha. Hai remote theo xe ha. Đó, nó vẫn như cũ thôi. Remote thì nó vẫn như cũ thôi, không có gì đặc biệt hơn. Rồi, bình xăng thì khá là rộng ha. Bình xăng thì cũng như bình xăng cũ. Và cái phần mọi người có thể thấy ở cái động cơ của nó nè, được tích hợp động cơ đó là EFB Plus ha. Đó, nó cho một cái động cơ rất là mượt luôn. Và theo như trải nghiệm hiện tại của các khách hàng đã mua Vario 160 cho biết á, thì động cơ của con này thì rất là ok, nó không còn bị phần ồn, và không có như Vario 150 mà nó bị kêu hay là nó bị ấy nữa, mà cái động cơ của dòng 160 này nó rất êm và rất mượt luôn ha. Và mọi người có thể thấy ở phía là em đang giới thiệu cho mọi người đó là Vario 160 đã độ lên màu 3D. Và hiện tại cửa hàng em Trân đang có rất là nhiều màu và mẫu luôn, từ màu jean cho tới màu 3D ha. Và bên em có hỗ trợ trả rớt. Nếu mà bây giờ mình muốn sở hữu một cái em Vario như thế này thì mình chỉ cần đưa trước từ khoảng 7 đến 10 triệu là mình đã có sở hữu được rồi ha. Và hiện tại mức giá của nó dao động rất là phải chăng, từ khoảng 57 triệu rưỡi đã bao gồm thuế ha, cho tới 67 triệu là tùy vào phiên bản CBS hay ABS ha. Ở đây em đang quay cho mọi người đó là phiên bản ABS. Một cái siêu phẩm luôn của dòng Vario là Vario đời mới là nó đã được tích hợp phanh ABS ha. Phanh ABS nè, mọi người có thể thấy cái phần phanh của nó nè. Chống trượt nha, giống như là xe SH luôn. Ở phía sau để nhận biết cái phanh ABS, mọi người có thể nhìn ở phía sau nè. Phía sau nếu mà xe có trang bị phanh ABS á thì mọi người thấy là nó có thêm cái phần đĩa. Phần đĩa ở phía sau ha, còn CBS thì nó là phanh cơ, không có được trang bị đĩa ở phía sau ha. Nếu mà anh chị mình đang chạy những cái dòng xe mà cảm thấy mà máy nó nhỏ, động cơ nó không đủ mạnh, đó mọi người có thể trải nghiệm qua dòng xe Vario 160 thì chắc chắn sẽ không làm cho cả nhà mình thất vọng đâu ha. Và bên cửa hàng em đang có hỗ trợ trả góp, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Nếu như anh chị có thêm hộ khẩu, bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế thì có thể mang theo giúp em Trân để mình được thêm nhiều ưu đãi ha. Và hiện tại khi mà mua xe bên cửa hàng Trân có liên hệ trước cho Trân qua mua xe thì mình sẽ được giảm từ 500 tới 700 ngàn chi phí xăng xe. Và nếu anh chị nào ở xa thì em cảm thấy rất là quý khi mà mình ghé qua tin tưởng và ủng hộ cửa hàng của em ha. Thì hiện tại cửa hàng em Trân đang nằm ở khu vực Bến Cát, Bình Dương, gần cổng trước khu du lịch Đại Nam ha, trên quốc lộ 13, rất là dễ tìm kiếm ha. Nếu mà anh chị mình ở xa mà chưa có biết về khu du lịch Đại Nam hoặc là cửa hàng của em á thì mình có thể nhắn tin qua Zalo 0343 420 262 ha, để em có thể ghi vị trí cho cả nhà mình dễ đi.
Và nếu mà mình đang cần hỗ trợ gấp cứ gọi vào hotline 0343 420 262, em Trân sẽ hỗ trợ cho mình ha. Và đặc biệt luôn, cửa hàng của em hiện tại đang có một dàn Mario 160 màu độ sơn cực kỳ đẹp, độc và lạ. Nếu anh chị nào mà mình đang quan tâm về dòng xe Vario này và muốn sở hữu ngay em nó thì hãy liên hệ cho em Trân nha. Cảm ơn gia đình và hẹn gặp lại ở những video clip sau ha. Thank you.